Hoa hậu Việt Nam 2016 vừa có những chia sẻ về cảm xúc. Trước khi nhiệm kỳ kết thúc, người đẹp cảm thấy tự hào vì suốt 2 năm đương nhiệm, cô được học hỏi và trải nghiệm những công việc thú vị từ vai trò đại diện cho cái đẹp của phụ nữ Việt Nam và làm được những việc có ích cho xã hội. Trong vòng 2 năm qua thì Linh nghĩ rằng là Linh đã làm được rất là nhiều người việc về sứ mệnh và trách nhiệm của một hoa hậu. Linh đã tham gia rất là nhiều những cái chương trình hoạt động xã hội và chương trình từ thiện. Ngoài ra thì cái mà Linh nghĩ rằng là ấn tượng nhất với Linh trong vòng 2 năm vừa qua đấy là Linh có cơ hội được tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Ở đấy thì mình không chỉ là một thí sinh nữa mà mình là đại diện cho người phụ nữ Việt Nam, thì Linh thấy là cảm thấy vô cùng tự hào và vinh dự. Trong vòng những năm sắp tới thì Linh nghĩ rằng là mình sẽ thử sức ở nhiều cái vai trò, nhiều cái lĩnh vực hơn, có thể là kinh doanh, có thể là làm MC, hay là ví dụ là đi đóng phim hay làm ca sĩ. Và Linh rất là mong khi mà Linh làm bất cứ ở một cái lĩnh vực nào đấy thì cũng sẽ nhận được cái sự ủng hộ cũng như là cái sự tin tưởng của quý vị khán giả. Siêu bão Mangkhut với gió giật mạnh 260 km/h đã phá hủy nghiêm trọng tỉnh Cagayan, miền Bắc Philippines. Giới chức cho biết ít nhất 25 người thiệt mạng, chủ yếu do lở đất. Thiệt hại do cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2018 hiện chưa thể tính toán hết. Siêu bão Mangkhut hoành hành hơn 20 giờ trên đảo Luzon, Philippines hôm 15 tháng 9. Hơn 4 triệu người Philippines nằm trên đường đi của tâm bão và vùng ảnh hưởng nguy hiểm của cơn bão bao phủ khu vực có hơn 10 triệu người sinh sống. Hệ thống thông tin liên lạc bị cắt đứt ở nhiều nơi. Mưa to gió lớn cũng gây ra hơn 42 trận sạt lở đất và lũ quét nghiêm trọng. Dự kiến chiều tối ngày 16 tháng 9, cơn bão Mangkhut sẽ đi vào đất liền phía nam của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía nam bão số 6, từ sáng sớm ngày 17 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9, dự kiến ở khu vực phía bắc nước ta có mưa to đến rất to. Đối tượng bị bắt là Nguyễn Hồ Huy Linh, sinh năm 1992, ngụ xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Do vay nợ không có tiền trả nên Linh đã chạy xe máy từ nhà đến thị trấn Châu Thành để tìm cách trộm tài sản. Khi đến trường tiểu học Tam Phước, huyện Châu Thành, thấy xe máy của chị Nguyễn Thị Ánh Hằng đậu trước cổng trường không có người trông giữ, Linh dùng tay móc cốp xe lấy một bóp da rồi tẩu thoát. Chưa dừng lại, Linh tiếp tục đến trường mầm non Nguyễn Thế Hùng ở thị trấn Châu Thành cũng với thủ đoạn tương tự, móc cốp lấy tài sản của hai xe mô tô khác. Tổng tài sản Linh trộm được gồm 4 chỉ vàng 18K, một điện thoại di động cùng với số tiền 20 triệu đồng. Đến sáng ngày 13 tháng 9, Linh tiếp tục gây án ở bệnh viện thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang thì bị cơ quan công an bắt giữ. Được biết Linh có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù vào tháng 8 năm 2018 lại tiếp tục tái phạm. Mới đây Đức Phúc đã chính thức hé lộ tên và audio teaser sản phẩm đánh dấu sự trở lại trên đường đua V-pop 2018. MV có tựa đề Còn yêu đâu ai rời đi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Đức Phúc cho biết đây là sản phẩm tâm huyết mà anh ấp ủ từ khá lâu và đến hiện tại mới là thời điểm thích hợp để trình làng. Trước đó vào sáng ngày 13 tháng 9, nhóm du khách 4 người bao gồm 2 người nữ quốc tịch Mỹ, anh Mohamed sinh năm 1988 quốc tịch Úc và anh Sammy sinh năm 1998 quốc tịch Anh cùng nhau đi bộ vào rừng thuộc bán đảo Sơn Trà, thuộc địa bàn phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Trong lúc đi bộ xuống khu vực từ cây đa ngàn năm đến mũi nghê, nhóm du khách trên bất ngờ bị lạc nhau. Đến khoảng 20 giờ tối ngày 14 tháng 9, hai du khách nữ mang quốc tịch Mỹ đã tìm được đường về nhà và báo cho công an phường Thọ Quang về việc hai người nam trong nhóm đã bị lạc. Nhận được tin báo, lực lượng công an triển khai phương án cứu hộ và chia lực lượng đến các điểm khác nhau để tìm kiếm. Đến khoảng 8 giờ sáng ngày 15 tháng 9, anh Mohamed quốc tịch Úc tìm được đường về và thông báo bạn mình đang bị kiệt sức, đang nằm tại khu vực sát bờ biển thuộc khu vực mũi nghê. Chiều ngày 15 tháng 9, trạm biên phòng CT-15 đã điều động một chiếc cano đến khu vực trên, cứu du khách người Anh đang bị kiệt sức. Tại thời điểm được đưa lên cano, anh Sammy tỏ ra rất mệt mỏi và trên người chỉ mặc chiếc quần ngắn màu đen. Hiện anh Sammy cùng bạn là anh Mohamed đã về lại khách sạn đang thuê trước đó tại địa bàn phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn để nghỉ ngơi. Thực tế cho thấy hiện nay có không ít người dân chủ quan lơ là thiếu ý thức trong việc tự bảo quản tài sản của bản thân. Không khó để bắt gặp các hình ảnh như thế này ở các địa phương. Xe gắn máy đậu, không có người trông coi, nhà không khóa cửa, cổng nhà không đóng. Đây là một trong những điều kiện cơ hội thuận lợi để các đối tượng ra tay trộm cắp tài sản. Điển hình là vào ngày 12 tháng 7 mới đây, do không có tiền tiêu xài nên đối tượng Cao Thanh Trà, sinh năm 1985, cư trú khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngương, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã nảy sinh ý định trộm chiếc xe mô tô của chị Nguyễn Thị Kiều Anh đang dựng trước cổng chợ do không có người trông coi và xe cũng không khóa. Trà đã dùng thanh kim loại mang theo để mở khóa xe rồi đề máy chạy hòng tẩu thoát. Ngay lúc này nhờ chị Oanh tri hô lên,
nên người dân trong chợ đã phát hiện và cùng nhau truy bắt đối tượng. Sau khi chạy được khoảng 200m thì Trà bị người dân bắt giữ cùng tang vật, đưa về cơ quan công an để xử lý điều tra. Táo tợn và có tình tiết nguy hiểm hơn là sự việc vào ngày 6 tháng 7 khi nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Thanh, ngụ tại phường 8 thành phố Vĩnh Long, vừa điều khiển xe mô tô vừa nghe điện thoại trên đường thì bị đối tượng Huỳnh Minh Trí, 33 tuổi, ngụ cùng địa phương chạy xe mô tô từ phía sau, vượt lên giật điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát. Sau khi tri hô, anh Thanh cùng người dân gần đó đã đuổi theo và đập ngã được xe của đối tượng. Tuy nhiên lúc này đối tượng còn ngoan cố nên dùng kim tiêm có dính máu đe dọa người dân xung quanh nếu bị bắt. Sau đó với nghiệp vụ, cùng với sự phối hợp của người dân nên đối tượng đã bị lực lượng công an cùng người dân khống chế, bắt giữ. Trong thời gian qua, tại các tỉnh miền Tây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và không ít vụ trộm cắp đã được phá nhanh chóng, đảm bảo tài sản cho người dân. Mới đây với việc dũng cảm truy đuổi tên trộm xe máy và lấy lại tài sản cho người mất trộm, anh Đoàn Văn Tiệp ở ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp vừa được Công an huyện Tháp 10 trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Trước đó, khi đang ở trong nhà, anh Tiệp nghe tiếng anh Nguyễn Hoàng Úc tri hô trộm vừa lấy xe gắn máy. Anh Tiệp liền sử dụng xe máy đuổi theo đối tượng và tri hô để người dân trợ giúp. Truy đuổi đến xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, thì tên trộm bỏ lại xe, dùng bình xịt hơi cay xịt vào người anh Tiệp để tẩu thoát. Là địa bàn tập trung đông dân cư nên tình hình an ninh trật tự tại xã Phú Quế, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long hết sức phức tạp. Thời gian qua, chính vì vậy mà phong trào bắt tội phạm cũng được người dân nhiệt tình tham gia. Công an huyện Long Hồ đang tạm giữ đối tượng khai tên Nguyễn Văn Mến, sinh năm 1998, về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Mến đã trộm một chiếc xe máy, nhưng ít ai ngờ rằng người giằng co với đối tượng Mến và truy hô để bắt y lại là người phụ nữ năm nay đã 61 tuổi, đó là bà Nguyễn Thị Đẹp, cư ngụ tại ấp Phước Yên B, xã Phú Quế, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tài sản của tôi, tài sản của con cháu ở đây là tôi giữ, gìn cho nó an toàn. Trời ơi, chú ơi, mình lớn tuổi chú, tôi bắt được ngày đó tôi mệt quá. Mà tôi cũng là hồi hộp, mà thằng cháu này nó cũng hồi hộp cả ngày không ngủ được. Mừng, tặng cho những người khác, người ta là mình phải, ta làm tội thì người ta phải chịu. Chứ mình không phải mình bắt buộc người ta. Thì cái bản thân của tôi thì đi làm ca đêm. Rồi sáng tôi về thì buổi sáng ăn uống xong rồi tôi tranh thủ ngủ, rồi tối tôi đi làm tiếp. Thì trong cái thời gian tôi ngủ là tới buổi chiều, thì khoảng 2 giờ 30 thì có cái trường hợp là trộm vô cắp xe, xe tôi để ở cửa nhà của cô Đẹp, chủ nhà. Thì tôi ngủ thì tôi không hay biết gì hết, nhờ có cô Đẹp cũng phát hiện được là cái tình trộm đó. Thì cô mới chi hô lên, thì lúc đó tôi ngủ thì cô Đẹp cổ mới chạy qua bên phòng. Thì trong lúc trước khi mà gặp qua phòng tôi đi mà kêu tôi nói là có trộm ăn cắp xe, thì lúc đó là cô Đẹp có giằng co với cái tên trộm đó. Nếu như mà không nhờ có cô Đẹp chủ nhà thì chắc chiếc xe tôi sẽ bị tên trộm đó lấy cắp mất. Đến nay, công an xã Phú Quế, huyện Long Hồ đã xây dựng được 3 mô hình phòng chống tội phạm, gồm mô hình câu lạc bộ, nhà trọ phòng chống tội phạm, mô hình nghiệp đoàn xe Honda khách phòng chống tội phạm và mô hình camera an ninh. Từ các mô hình này, cùng với ý thức đấu tranh tố giác tội phạm của người dân đã giúp cho lực lượng công an xã liên tục triệt phá nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội, đặc biệt là trộm cắp, lừa đảo tài sản. Đơn chỉ trong vòng 3 tháng trở lại đây, nhân dân đã hỗ trợ cho công an triệt phá 10 vụ trộm. Chúng tôi rất bảo vệ an toàn cho trong cái khu nhà trọ, tức là giữ gìn tài sản để đặng cái người ở trọ người ta ở với mình, đặng cái nguồn thu nhập gia đình chúng tôi mới có. Nhưng mà khi đã xảy ra cái vấn đề trộm mà vô trộm xe vừa qua đó, thì khi phát hiện được thì chúng tôi có trực tiếp báo đến lực lượng công an, thì anh em lực lượng công an rất nhanh rồi tiến tới để bao vây bắt cùng với gia đình, với bà con lối xóm đây mà bắt được tội phạm. Cái này chúng tôi rất khuyến khích, rất mừng với cái lực lượng công an ở địa phương của xã ở đây. Qua công tác tuyên truyền thì được người dân là đồng tình ủng hộ và cung cấp cho là công an xã được nhiều nguồn tin có trị và triệt khóa được nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn hiện nay. Thì qua những thành tích đạt được thì chỗ công an xã sẽ tiếp tục phát huy và tăng cường công tác tuần tra
kiểm soát và phối hợp với các cơ quan có liên quan để là làm kéo giảm cái tình hình an ninh tự trên địa bàn hiện nay. Những mô hình phòng chống tội phạm có hiệu quả cùng với ý thức tham gia phòng chống tội phạm của người dân cần được phát huy và nhân rộng hơn nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, người dân cũng nên có tinh thần cảnh giác cao cũng như thận trọng trong quá trình phối hợp truy bắt các đối tượng để tránh mang đến những nguy hiểm cho chính bản thân mình bởi các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Ông Ca Tư trú tại thôn Đạ Ti có hơn 1 hecta cà phê đang trong thời kỳ kinh doanh, nằm sát bờ sông Đạ Dân. Đất của ông đang từng ngày bị trượt xuống sông, nhiều đoạn dòng sông ăn sâu vào vườn từ 4 đến 5 mét. Nguyên nhân là do hoạt động khai thác cát của một số công ty khai thác cát tại khu vực với tần suất cao. Làm đơn kiến nghị ủy ban, xong ủy ban lên giám sát coi rồi nhiều, nhưng mà nó nứt nhiều, nhưng mà sau này thì nếu mà mưa xuống là nó sập, có gần 10 mét là nó hết đường đi rồi, không có đường bà con đi. Nhưng bây giờ thì chính quyền cấp trên giải quyết cho anh em bà con để sinh sống. Hàng chục hộ dân khác ở thôn Đạ Ti nằm dọc sông Đạ Dân cũng đang bị dòng sông đe dọa. Không chỉ sạt mà nhiều đoạn bờ sông còn bị lún, nguy cơ sạt lở cao. Không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất, tình trạng sạt lở của đoạn sông Đạ Dân chảy qua xã Đạ Đờn còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông đi lại của hàng trăm hộ dân trong thôn Đạ Ti. Con đường dân sinh độc đáo của thôn nằm sát ngay bờ sông, có đoạn chỉ còn cách dòng sông chừng 5 mét và đang có nguy cơ bị dòng sông nuốt. Qua khảo sát hôm qua thì nói chung sạt lở thì cũng có một địa điểm là rất là sâu. Rồi tình trạng đó là nhiều năm nay rồi, cũng là sạt lở, có chỗ sạt lở rất là nghiêm trọng và cũng có sạt lở là bị nứt. Đó, chỗ đó là bà con, mỗi khi bà con thì nhìn cái cảnh đó là rất là bức xúc. Bà con nói cũng nhiều lần rồi mà mấy chú tàu này cũng hút hoài, là bà con nói là kiến nghị cấp trên là không cho hút nữa. Nếu hút thì nó sạt lở đất của bà con, đây là rất thiệt hại cho bà con làm ăn. Liều mạng chạy xe cúp bằng hai chân, còn tay thì nghịch điện thoại di động, đầu không đội mũ bảo hiểm. Cô gái trẻ tuổi xăm trổ còn đăng clip trên Facebook cá nhân thách thức người khác làm theo. Vụ việc được cho là xảy ra ở Gia Lai. Sau khi đăng tải đoạn clip, cô này đã nhận phải làn sóng phẫn nộ từ dân mạng. Bị nhiều người sỉ vả, cô ta tạm đóng Facebook cá nhân. Khi phát hiện lực lượng kiểm tra, nhiều nam thanh nữ tú bỏ chạy tán loạn sang các phòng khác. Tại hiện trường, nhiều phòng karaoke khách tháo chạy bỏ lại giày dép, điện thoại, kể cả tiền, đồ trang sức và đồ ăn thức uống còn ngổn ngang trên bàn. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong quán có 31 khách đến hát karaoke. Nhiều người có biểu hiện sử dụng ma túy nên đã bàn giao cho công an phường Đông Xuyên phối hợp cùng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy điều tra để xử lý theo thẩm quyền. Tiến hành kiểm tra nhanh thì phát hiện có đến 19 đối tượng dương tính với ma túy đá. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Đây là thời điểm phố lồng đèn Lương Nhữ Học trở nên náo nhiệt và rực rỡ sắc màu nhất trong năm. Hầu hết các sản phẩm đèn lồng ở khu phố này được làm thủ công với nhiều mẫu mã kích cỡ lớn nhỏ. Đèn ông sao, đèn hình con bướm, hình con tàu, hình con cá, đèn hình rồng, hình phượng với nhiều màu sắc lung linh rực rỡ. Về đêm, phố lồng đèn khoác lên mình một vẻ đẹp đa màu sắc từ hàng ngàn chiếc đèn. Người dân đổ về tham quan, mua sắm, khiến con phố trở nên tấp nập và sôi động. Theo nhiều hộ kinh doanh, dù chưa tới Tết Trung Thu, nhưng đây là thời điểm người dân bắt đầu đến phố lồng đèn để vui chơi. So với thời điểm năm ngoái, năm nay lượng khách đến với phố lồng đèn có giảm. Lượng người đến đây chủ yếu là chụp ảnh tham quan chứ không mua đèn. Các hộ kinh doanh hy vọng những ngày cận Tết Trung Thu, lượng người đến phố sẽ đông hơn để việc kinh doanh được nhiều thuận lợi hơn. Cứ mỗi năm là rằm Trung Thu là rằm tháng 8 mình á, là coi như là gia đình cũng hay vô đây chơi lắm. Tại vì ở đây nó giống như là một cái gọi là một cái truyền thống năm nào nó cũng có hết trơn rồi. Gần đến dịp Trung Thu rồi, tôi cũng muốn dẫn cháu đến đây để biết cái không khí của cái ngày Trung Thu đó là như thế nào. Với lại mua những cái lồng đèn mà được làm bằng thủ công cho cháu chơi. Thì cái này nó giống như cái tuổi thơ của tôi hồi nhỏ. Nên là tôi cũng muốn cho cháu trải nghiệm được cái cảm giác của như tôi lúc nhỏ. Năm tháng trôi qua, phố đèn lồng Lương Nhữ Học quận 5 vẫn luôn là điểm đến đặc biệt của người dân thành phố Hồ Chí Minh mỗi khi vào dịp Trung Thu. Những chiếc đèn Trung Thu được làm thủ công đã tạo nên nét độc đáo riêng cho con đường này, góp phần lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong mùa Tết đoàn viên của một thành phố đông dân nhất nước. Đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe tải đang dừng đổ ven đường để bốc hàng lên xe. Bất ngờ nam thanh niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, lái tốc độ cao, đâm trực diện vào ô tô tải như không hề nhìn thấy.
Sau cú va chạm, xe máy cùng thanh niên đổ xuống đường. May cho người bốc hàng là anh ta đang ở trên xe, chứ không cũng đã gặp tai họa. Chủ cửa hàng chia sẻ, khách này luôn hối thúc nhân viên tìm kiểu áo theo yêu cầu. Nhân viên vội vàng chiều lòng khách nên quên cảnh giác. Thừa lúc nhân viên tìm hàng, chị này nhanh tay lấy 4 chiếc áo vàng mỏng nhét vào túi. Sự việc xảy ra vào tối ngày 15 tháng 9 tại shop Link Store, đường Trần Cao Vân, Đà Nẵng.